Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Cảm ơn Chúa. Đến hội thánh thật là thích. Tác giả Thi Thiên nói rằng tôi vui mừng khi người ta nói với tôi rằng nào, hãy đến nhà của Đức Giê-hô-va. Cái đây không lâu tôi tâm sự với một gia đình sống cách xa hội thánh chúng ta khá xa. Họ nói rằng ngày Chủ nhật mà không đến được hội thánh thấy nó bồn chồn lắm, thấy nó có gì nó thiếu thiếu vậy. Giống như là anh chị em cảm tưởng như mỗi chúng ta khi ngày Chủ nhật mà không được đến hội thánh hoặc có một lý do gì đó không đến được hội thánh, dường như chúng ta đã bỏ lỡ một cái moment mà sự gặp gỡ của tình yêu vậy. Đến hội thánh thật là một ơn phước. Có những con người mà họ không được hát to trong một hoàn cảnh nào đó. Thật ra chúng ta hãy cảm tạ Chúa vì chúng ta có cơ hội được đến ngày Chủ nhật thờ phượng Đức Chúa Trời. Chúng ta lại có một cơ hội nữa là không phải chỉ đến thờ phượng Chúa tại hội thánh này mà lại có ai đó ngồi bên cạnh của mình. Amen. Amen anh chị em. Sẽ có một ngày bạn được nghe một bài giảng nói về, giải thích về một mình, giải thích về sự đơn độc và giải thích về sự cô đơn. Ba từ đó khác hẳn nhau mà người Việt Nam đôi khi lại nghĩ là giống nhau. Có nhiều khi ở giữa một đám đông cả ngàn người mà vẫn thấy cô đơn. Còn có nhiều khi ở một mình mà không hề thấy đơn độc. Bởi vậy cho nên chúng ta vui vì chúng ta có Chúa. Chúng ta vui vì chúng ta có nhau. Chả nhẽ người bên cạnh không xứng đáng bạn nở một nụ cười thật đẹp cho họ nhìn thấy sao? Hay quay sang người lân cận nở một nụ cười, bắt tay họ và nói rằng Chúa yêu bạn và yêu tôi. Thước phim 5 phút vừa rồi chúng ta đã được xem về một câu chuyện rất là thú vị. Bất cứ một việc gì làm đều luôn luôn có kết quả và hậu quả kèm theo. Bất cứ một suy nghĩ quyết định nào của bạn đều sinh ra việc làm. Và việc làm bạn đã làm rồi, hãy nhớ, bạn sẽ gặt lại hậu quả của nó. Vấn đề chỉ còn là thời gian, lúc nào bạn gặt cái đó thôi. Người ta nói rằng nếu tôi nhìn thấy anh hiện tại là ai thì tôi có thể biết được anh đã gieo cái gì ngày hôm qua. Bởi vậy cho nên chúng ta đừng mệt nhọc, đừng mòn mỏi, hãy tiếp tục bền lòng làm việc lành. Dù người ta có hiểu hay không hiểu, nhưng đừng bao giờ đối đáp lại những việc làm ác. Điều tiếp theo nữa, hãy xin Chúa cho chúng ta ra khỏi đầu của mình những định kiến. Bởi vì chính những định kiến đó nó mang tới cho chúng ta những quyết định sai lầm. Và quyết định sai lầm thường mang tới những việc làm sai lầm. Và việc làm sai lầm thì hậu quả khó lường. Mà khi đã ra khỏi tay chúng ta gieo ra rồi thì khó mà thu lại được lắm. Có một người phụ nữ luôn luôn hở miệng và nói xấu người khác. Và bà ta nói rằng mục sư ơi, hãy giúp tôi làm sao để tôi giải quyết được. Người mục sư đó đưa cho bà ta một cái gối đựng đầy những lông chim ở bên trong và nói rằng bà hãy mang cái gối để ra ngoài sân nhà tôi, thả những cái lông chim từ bên trong ra đi. Rồi sau đây tôi sẽ cho bà lời khuyên. Bà thả hết lông chim từ trong cái gối ra và quay lại nói rằng đây còn cái vỏ. Mục sư nói rằng bây giờ bà ra bà nhặt lại hết những cái lông chim vừa rồi đi. Bà nói rằng làm sao mà nhặt lại được hết. Một mục sư nói, lời nói ra từ miệng y chang như vậy đó. Hãy cẩn thận, đừng có nói lung tung ra trước gió. Gió sẽ thổi những lời của bạn bay đi tới những nơi mà nó không cần phải tới đó. Thật ra hãy cẩn thận định kiến, hãy cẩn thận miệng của mình, hãy cẩn thận bàn tay của mình. Đừng gieo những việc làm ác. Amen. Và ngày hôm nay tôi muốn chia sẻ với mọi người một đề tài mà dường như chúng ta không ít thì nhiều cũng bị dính phải bẫy nó. Cái đề tài nó là định kiến, hay có nhiều người Việt Nam gọi thành kiến, hay có một số người họ nói rằng thiên kiến. Chúng ta cùng nhau nghe bài chia sẻ này để chúng ta cùng nhau tự xét bản thân của mình. Bởi vì có nhiều khi nếu chúng ta không giải phóng được nó, chúng ta đánh mất cơ hội, giống như cái người quản lý khách sạn đầu tiên vậy. Các nhà khoa học có làm một thí dụ như sau. Người ta để trong một căn phòng 5 con khỉ ở trong căn phòng đó.
và đặt ở trong căn phòng đó một cái thang. Trên cái thang đó đặt một nải chuối. Và năm con khỉ này đều đói. Người ta phát hiện ra mỗi khi một con khỉ nào leo lên trên cái thang đó lấy chuối xuống thì lập tức những người ở trong căn phòng đó phun nước bốn con khỉ còn lại. Và bốn con khỉ còn lại bị ướt lạnh. Nó phát hiện ra rằng cứ mỗi một lần con khỉ kia lên lấy chuối là tao lại bị khổ. Thành ra chúng nó quyết định mỗi một lần con khỉ kia định leo lên lấy chuối, chúng nó tâu súng lại đánh hội đồng. Rồi con khỉ đó không dám leo lên nữa. Con khỉ thứ hai lại leo lên. Bốn con khỉ còn lại lại sâu vào đánh hội đồng. Bởi vì mày cứ lên lấy chuối là tao lại bị phun nước. Người ta làm tiếp tục thí nghiệm tiếp theo. Lôi một con khỉ ra, cho một con khỉ mới vào cũng đói. Khỉ mới vào đói, nhìn thấy quả chuối lao lên để lấy chuối. Bị bốn con khỉ tấn công đánh hội đồng. Và cuối cùng con khỉ mới vào học được bài học, không leo lên nữa. Người ta lại rút tiếp lần lượt hai con khỉ tiếp theo, ba bốn, tất cả những con khỉ cũ mà bị ướt đó đều bị rút ra, đưa những con khỉ mới vào. Cứ con khỉ mới nào vào leo lên lấy chuối là bị ăn đập. Cuối cùng trong căn phòng đó hoàn toàn năm con khỉ chưa bao giờ bị phun nước. Họ đưa một con khỉ khác vào, cứ leo lên là năm con khỉ còn lại nhảy vào đánh hội đồng. Người ta đặt câu hỏi, tại sao chúng mày lại đánh nó? Năm con khỉ này sẽ trả lời rằng, tao cũng chả biết tại sao nữa, nhưng mà người ta làm thì tao cũng cứ làm. Cái đó gọi là định kiến. Định kiến vô cùng kinh hoàng. Định kiến nó thấm vào văn hóa, nó thấm cả vào nếp nghĩ, nó thấm cả vào cha mẹ dạy dỗ con cái nữa. Mà nếu chúng ta không cẩn thận, như lời Phao-lô nói, chớ làm theo đời này, hãy sống, hãy bước theo sự đổi mới của tâm trí của mình. Nếu bạn đã được nghe tam nam bất phú, tứ nữ bất bần, thì đó là một sự định kiến. Cứ nhà nào có ba đàn ông đàn ông là nhà tan hoang hết. Rồi bạn được nghe rằng cùng tuổi nằm duỗi mà ăn. Thật ra là hai người cùng tuổi lấy nhau chả về làm gì, cuối cùng là chia tay. Rồi được nghe rằng ô, cái con kia đây thấy chưa, gò má cao sát chồng, hai cái lông mày nó dúi vào nhau đây kia, thì làm sao mà chồng cũng chết. Rồi có những câu nói rằng cái răng nó thế kia, cái răng đi trước nàng nước theo sau đây kia, thì làm sao mà không giết chồng. Rồi cái thằng kia nó mỏng môi hay hớt. Rồi chúng ta thấy có một số cái từ, ví dụ như bánh trưng đất là chụp mũ cho Hải Dương. Rồi 9 cục thành 10 chụp mũ dân Hà Nam. Cá gỗ chụp mũ cho dân khu 4. Ăn rau má phá đường tàu dân Thanh Hóa. Rồi cái câu nói con nhà Tông không giống lông thì cũng giống cánh. Bố nó thế thì làm sao nó không thế. Mẹ nó thế thì làm sao nó không thế. Thành ra bắt đầu từ cái kính của định kiến đó, người ta suy xét hết thảy mọi lời nói, mọi hành động của một ai đó trong một lăng kính hoàn toàn là định kiến. Dường như chúng ta từ nhỏ được dạy rằng cứ ai đeo kính cận là trí thức, còn cứ ai đi vào xe bus mà mắt la mày liếm như vậy là thằng móc túi. Nhưng chưa chắc, khi vào xe bus kêu mắt la mày liếm như vậy ông bị đau mắt thì sao? Hết thảy những cái đó chúng ta cần phải thay đổi. Amen. Định kiến cực kỳ nguy hiểm. Trong một số những từ điển họ định nghĩa định kiến như sau. Anh chị muốn nghe không? Chúng ta cùng nhau nghe để không làm những công việc như khỉ đã từng làm. Định kiến hoặc thành kiến là những ý kiến quan điểm đã được hình thành trước khi nhận thức các dữ kiện có liên quan hoặc biết rõ những thông tin liên quan của một sự kiện cụ thể. Có nghĩa là trước khi xét một sự kiện gì, người ta đã được nghe nói trước về con người đó rồi. Mọi người hiểu không? Trước khi nghiên cứu với ông Cảnh, đã được nghe trước người ta nói rằng ông này là người xấu. Và khi người ta ngồi để nghiên cứu đó, người ta không còn tỉnh táo nữa. Thấy ra có một số những tòa án tại bên Mỹ, người ta bắt buộc phải tắt hết điện cho cả thẩm phán cùng với những công tố viên nghe người bị cáo
kể lại những câu chuyện của mình ra để cho những cái mặt nó không thấy ghét. Có một số người họ nhìn thấy ai đó rõ là ghét, hỏi vì sao ghét, bây giờ tìm xem tại sao mình ghét nó nhỉ. Dường như người ta ghét trước rồi mà không biết tại sao ghét. Định kiến gieo vào cứ hội Ả Rập, Hồi giáo là khủng bố. Cứ nhìn thấy người Việt Nam là bán thuốc lá lậu. Tất cả những cái đó chúng ta cười những người khác, nhưng chúng ta đang bắt đầu kỳ thị những người ở tỉnh khác đấy. Bọn Hà Nội ghét hội Thanh Hóa. Hội có học ghét người dân lao động. Tất cả những cái đó chúng ta phải thay đổi. Từ định kiến được sử dụng để miêu tả những nếp suy nghĩ, quan điểm thường không thuận lợi, đánh giá chủ quan đối với người hoặc một nhóm người bởi vì giới tính, quan điểm chính trị, quan hệ xã hội, tuổi tác, tôn giáo, chủng tộc, dân tộc, ngôn ngữ và quốc tịch. Hình dáng bên ngoài hay là đặc điểm cá nhân khác từ đó dẫn đến sự phân biệt đối xử. Trong trường hợp này, định kiến có thể đề cập đến một đánh giá tích cực hoặc tiêu cực của một người dựa trên nhận thức của họ trong tư cách thành viên của nhóm, do tuyên truyền, do sự cả nể hay là do suy nghĩ của hội chứng đám đông. Người ta thường quy kết một người nào đó, bắt đầu họ đằng sau lưng đó, họ vận động, gọi điện thoại cho nhiều người khác để gieo định kiến về một ai đó trước rồi. Cái đó là cái chúng ta phải cẩn thận. Trong Chúa không có những điều như vậy. Trong Chúa không có bè phái. Trong Chúa không gây mâu thuẫn. Trong Chúa không chia rẽ. Trong Chúa không nói xấu sau lưng. Trong Chúa không có định kiến. Định kiến cũng có gọi là thiên kiến. Từ điển Hán Việt có nói rằng thiên kiến có nghĩa là thiên lệch về một nơi nào đó, ngoan cố áp dụng cho con người đó luôn luôn như vậy, không thay đổi. Thành ra ca dao Việt Nam có một câu, có nói rằng trăm năm bia đá cũng mòn, ngàn năm bia miệng vẫn còn trơ trơ. Ý nói rằng hết thảy mọi chữ viết nào khắc trên đá đều có thể thời gian mưa gió làm mòn đi, nhưng cái định kiến đã được gieo vào đầu của con người, nó truyền miệng từ người này sang người khác, nó không thay đổi. Chính vì vậy mà Chúa đã đả phá hết thảy những thói hư tật xấu hay là những cái thói truyền miệng qua thế hệ cha ông tới với con của mình thời kỳ Chúa Giêsu. Thời gian định kiến chúng ta cần phải nhận dạng của nó để chúng ta cùng nhau chiến đấu thay đổi. Amen. Hãy cùng tôi giờ sách Răng đoạn 1 câu 45 đến câu 49. Nhà bác học được phong làm bác học của thế kỷ 20 có tên Einstein. Ông nói rằng đập vỡ một nguyên tử hạt nhân còn khó hơn thay đổi một định kiến trong đầu một con người. Ông ta nói theo sức của con người, nhưng chúng ta có mặt tại đây, chúng ta có thể thay đổi được định kiến bởi quyền năng của Chúa Giêsu Christ, bởi quyền năng của lời Ngài. Amen. Câu chuyện kể lại khi Philip gặp Chúa Giêsu, chạy tới khoe với bạn của mình rằng chúng ta đã gặp đấng mà Môi-se có chép trong luật pháp và các đấng tiên tri cũng nói đến, ấy là Đức Chúa Giêsu ở Nazareth, con của Joseph. Câu 46, Nathanael nói rằng há có vật gì tốt ra từ Nazareth được sao? Đây chính là định kiến. Khi mà bạn của mình Philip nói rằng Nathanael bạn ơi, tớ đã gặp đấng Messi rồi, người Nazareth, lập tức từ miệng, chưa cần tìm hiểu nhá, chưa cần nghiên cứu nhá, con người này đã đưa ra miệng của mình một lời tuyên bố, há có vật gì tốt ra từ Nazareth sao? Chúng ta đã từng có nhiều định kiến như vậy đấy, và đã từng đánh mất nhiều cơ hội. Nhưng Nathanael đã làm một điều mà nhiều trong chúng ta tại đây đã từng bỏ lỡ. Tiếp theo, Philip nói hãy đến mà xem. Hãy nhắc lại cùng tôi, đến mà xem. Nói to nào, đến mà xem.
Đây chính là phương pháp chiến thắng định kiến. Định kiến, tại sao con người ta dễ thích định kiến, dễ bị nhập định kiến, dễ bị lây định kiến, dễ tiếp nhận định kiến như vậy? Chỉ đơn giản, nó có một số những yếu tố mà chúng ta cần quan tâm. Định kiến, sau khi nghiên cứu thấy, định kiến luôn luôn giản đơn hơn thực tế. Nó không mất sức để tìm hiểu, chẳng việc gì phải nghĩ. Người ta đã cho mình trước kết luận rồi, cứ thế mà đi theo thôi, đi vết theo xe đổ. Trước mình đã từng như vậy, sau mình cũng đi theo mình. Đời nó thế, thế thời là thế, thế việc gì mà phải thay đổi. Nhìn lên không bằng ai, nhìn dưới chả ai bằng mình, thì cứ đi theo định kiến thôi. Sao anh lại làm như vậy? Thì bố mẹ tôi làm. Sao bố mẹ làm thì ông bà làm. Thế đấy. Bởi vậy cho nên người ta tiếp nhận định kiến dễ vì luôn đơn giản. Điều thứ hai, định kiến là thứ đã bày ra sẵn rồi, cần là có ngay. Cái gì cũng vậy, hết thảy những cái định kiến, lĩnh vực nào các cụ đã đẩy bày ra trước mặt chúng ta có hết rồi. Xem số là kiểu như vậy đấy, là định kiến đấy. Không cần tìm hiểu, không cần trả giá, không cần quan tâm, tiếp nhận luôn, mình ăn liền. Người ta cướp cái ấn của đền thờ Trần, người ta cướp cái chôn để làm gì? Người ta tranh nhau cái chiếu để mang về đẻ con trai. Ngay cả người tin Chúa cũng vậy. Tôi xem một thước phim mà thấy thương người Việt Nam quá. Năm mới xếp hàng dài đến một cái chùa cầm tiền quẹt quẹt trên cái bức tường chùa đó, hôn lại quẹt quẹt dí vào miệng con của mình, quẹt quẹt dí vào miệng mẹ của mình, bởi vì có ông khỏe nhất, ông gần đến cái bức tường đó. Cái đó là cái gì? Mê tín dị đoan nó đến từ định kiến. Tại sao dễ tiếp nhận định kiến? Bởi vì định kiến thường giả tạo, nông cạn nên rất dễ hợp với khẩu vị chung của số đông. Cái này gọi là hiệu ứng đám đông, luôn luôn chờ đợi, và đặc biệt ăn hợp với đất Việt Nam lắm. Người Việt Nam, người Trung Quốc sống trong văn hóa cộng đồng theo đạo Nho, thành ra muốn làm cái gì cũng cần phải hỏi xem xung quanh đồng ý hay không, có giống hay không. Ngay cả ngày xưa ăn mặc quần áo cũng vậy, tất cả đều dép nhựa tiền phong, tất cả đều đội mũ cối đi nem xào, tất cả đều đạp xe đạp Phượng Hoàng, đạp xe đạp, ngay cả cái dáng đạp cũng giống nhau nữa cơ. Nó mới đầu gấu, mặc khác người một chút là bị ăn đòn ngay, giống như con khỉ đó, nó chỉ cần khác một chút leo lên lấy chuối thôi là bị ăn đập ngay. Thế nên anh chị em ơi, chúng ta cùng nhau thay đổi. Amen. Amen. Nếu người ta phun nước cho mình, cứ để cho người ta phun, mang lấy chuối bằng được, chia cho bọn khỉ còn lại cùng nhau ăn. Nếu mà phun cả đám như vậy chịu ướt, miễn là đạt được mục tiêu lấy được chuối. Nhưng mà nó không, mày lấy chuối tao khổ, thế là mày cũng bị tao đập trước đã. Cái đó là cái văn hóa lá lành đùm lá rách. Nhưng mà mày lành hơn tao, tao chọc cho mày rách thêm. Tao chỉ giúp mày cho tới khi mày đủ sống thôi. Còn mày mà sống tốt hơn tao, tao sẽ ghen mày và tao sẽ diệt cho mày chết hết đường. Cái đó là cái chúng ta phải thay đổi. Amen. Amen. Sự cạnh tranh của đại bàng khác với cạnh tranh của quả. Con quả cạnh tranh là mổ nhau, nổ đầu luôn. Còn đại bàng cạnh tranh là tớ cứ bay cao thôi. Ai muốn bay cao được thì cứ bay cao cùng tớ. Tớ cứ bay cao, tớ không mổ bạn đâu, vì mình cùng dòng dõi đại bàng mà. Tớ sẽ bay, còn cậu nếu được hãy bay bằng tớ, thế thôi. Còn quả, mày phải thấp hơn tao, phải đè nhau xuống. Và hãy nhớ một điều này, khi đè người khác xuống thì bạn càng thấp hơn. Bạn không sáng hơn khi dập tắt đèn của người khác, bạn sẽ sáng hơn khi bạn giúp đèn người khác cháy. Hãy vỗ tay cảm tạ Đức Chúa Trời. Philip nói hãy đến mà xem. Đây chính là phương pháp chống lại định kiến. Hãy nghiên cứu đi, đừng nghe vội. Amen. Tôi nói như vậy không có nghĩa chúng ta bảo thủ, nhưng mà Chúa làm chúng ta hai tai. Cái tai này vẫn tiếp tục nghe, và tai này phải nghe thêm cái bên phía bên kia nữa. Amen anh chị em. Tôi vui lắm mỗi lần xem gương, thấy mình hai tai một miệng, hai mắt một miệng, hai thậm chí hai lỗ mũi một miệng, chứ không phải là hai miệng một tai.
để làm sao chúng ta nghe cho nó đủ, tổng hợp suy nghĩ và đưa ra chỉ một lời thôi, lời đó không định kiến. Amen. Hãy đến mà xem. Đức Chúa Giêsu thấy Nathanael đến cùng mình, thấy chưa? Ông Nathanael đâu bị định kiến, nhưng ông ấy không ngồi một chỗ, ông chấp nhận định kiến ngay và kết luận, mà ông đến. Hãy đến mà nghiên cứu, hãy đến mà hỏi. Người ta vu khống một ai đó, hãy nói với ai đó về sống, đừng tin vội, hãy lắng nghe, nhưng hãy đến nghiên cứu để làm sao mình không đánh mất những cơ hội khác. Tại sao chúng ta dễ tin như vậy nhỉ? Tại sao điều tốt chúng ta khó tin mà điều dở lại dễ tin như vậy nhỉ? Mặt số 1 của các tờ báo nói về những tin tiêu cực lập tức giật gân lắm. Alo, báo đây, báo đóng hồi mới ra lò đây, một người bị ô tô đâm chết, óc văng ra, máu còn dính hết những người xung quanh, là lập tức bùa ngay. Còn nếu một quảng cáo rằng nhà này có con đỗ đại học, hạnh phúc gia đình êm ấm lắm, chả thèm nghe, nó đâu có giật gân. Hãy đến mà xem. Và khi Chúa Giêsu thấy Nathan đến cùng mình, bèn phán với người rằng: này một người Israel thật, trong người không có điều dối trá chi hết. Hãy lắng nghe này. Khi bạn nghe thấy một ai đó định kiến về bạn, cũng đừng định kiến lại, đừng chấp những lời đó. Bởi vì họ không phải họ nói, họ đang nói bởi người khác nói qua họ. Hãy cứu người định kiến bằng cách mình cũng gặp trực tiếp người đó để giải bày. Chúa Giêsu đã nói đây là một con người Israel thật, trong người không có điều gì dối trá hết. Nathanael thưa rằng: bởi đâu thầy biết tôi? Câu tiếp theo nói, câu 49, Đức Chúa Giêsu đáp rằng: trước khi Philip gọi ngươi, ta đã thấy ngươi lúc ở dưới cây vả. Nathanael lại nói rằng: lạy thầy, thầy là con Đức Chúa Trời, thầy là vua dân Israel. Hãy vô tay cảm tạ Đức Chúa Trời. Hallelujah. Nếu ai gieo vào bạn định kiến về người khác, bạn hãy nói với người đó rằng: hãy đến gặp người đó đi, tìm hiểu cho thật cụ thể. Nếu ai gieo bạn định kiến, hãy tới gặp người đó để bạn không bị dính định kiến. Và khi mà ai đó nói định kiến về bạn, mà người ta tới mang sự định kiến đến cho bạn, hãy học cách của Chúa Giêsu, cậy ơn của Ngài để cho họ, để giúp đỡ họ. Amen. Amen anh chị em. Hãy quay sang người lân cận nói: đừng có định kiến. Hallelujah. Ở Nazareth có điều gì tốt? Nazareth, sau khi nghiên cứu, nó cách Jerusalem khoảng 120 km. Và đặc biệt đây, dân cư ở đây bị người Do Thái cực kỳ coi thường, bởi vì cái thổ âm của họ đó, khi phát âm ra rất là khó nghe. Cũng giống như một số người ở đây, người Quảng Bình chẳng hạn, là mẻng đén chẳng hạn. Có một số cái từ, hay là người Thanh Hóa nói chuyện, hay là người Quảng Bình nói chuyện, hay là mỗi một cái thổ dân nó có một cái tiếng phát âm khác nhau. Người Hà Nam chúng tôi nói ngọng, đứng đứng đâu nạn nùng, đó là chúng tôi. Mỗi một nơi nó có một cái thổ ngữ khác. Và người Nazareth họ có một cái thổ âm rất là khó nghe, cho nên bị coi thường. Dân ở đây không có học thức và hay giao thông với ngoại bang. Đặc biệt khí hậu tại đây khắc nghiệt, vì Nazareth nằm thấp hơn bên cạnh những vỉa núi xung quanh. Thành ra có những cơn mưa nó kéo hết thảy lốc và lũ từ trên đổ xuống và có thể cuốn văng nhà đi. Thành ra dân ở đây họ sống rất là khó, không có học, lại thổ âm kém. Bởi vậy cho nên người nào cũng có một câu nói của Do Thái rằng: cái bọn Nazareth không có điều gì tốt từ chỗ nó. Bởi vậy cho nên nếu như bạn trong đầu có suy nghĩ về một người nào đó ở trong một tỉnh thành nào đó tại Việt Nam và nói rằng cái hội khu đó không chơi được, cái bọn này, bọn mafia, thì chúng ta cần phải cẩn thận, đừng vơ đũa cả nắm. Amen. Bài học về thước phim vừa rồi, bài học mà Chúa Giêsu đã dạy chúng ta: đừng có định kiến. Amen. Một câu kinh thánh tiếp theo, sách Mác đoạn 6, từ câu 1 đến câu 6. Cảm ơn Chúa, thấy bây giờ các con ngồi ghi lại bài giảng đúng không? Hay quá. Chúng tôi thường có những ngày thứ bảy, chúng tôi đến đây nửa tiếng với ban tôn vinh, sao lại cái bài ngày chủ nhật được giảng về cái gì. Thật ra là chúng nó bây giờ ngồi ghi lại những cái gì được nghe bài giảng, và nếu không hiểu là sẽ hỏi lại bằng tiếng Việt. Cảm ơn Chúa. Hãy vỗ tay cảm ơn Chúa với các con của chúng ta. Nhóm tế bào của thanh thiếu niên cần phải đi vào hoạt động. Nào, chúng ta cùng nhau xem. Đức Chúa Giêsu đi khỏi đó đến quê hương mình, có các môn đồ cùng đi theo.
Chúa Giêsu trở về quê hương của mình không phải về thăm bố mẹ. Ở đây có các môn đồ cùng đi theo. Đây là một chuyến về mà Ngài đang muốn công bố Ngài trong vị trí của Rabbi, của một người hầu việc mang theo môn đồ. Việc chính của Ngài tới đây mang theo môn đồ của Ngài tới để muốn công bố một điều vô cùng quan trọng mà vì định kiến, tí nữa chúng ta sẽ nghe câu chuyện, họ đã đánh mất điều quan trọng. Đến ngày Sa-bát, Ngài bắt đầu dạy dỗ trong nhà hội. Thiên hạ nghe Ngài lấy làm lạ mà nói rằng: người này bởi đâu được những điều này? Sự khôn sáng mà người được ban cho là gì? Và thể nào tay người làm được những phép lạ dường ấy? Câu 3 này: có phải người là tha mộc? Cha, chúng ta đôi khi nhìn mặt mà bắt hành dong. Có ai đó đến gặp chúng ta nhìn từ đầu đến chân và nói rằng: cái loại này giúp được gì tôi? Còn cũng con người đó về nhà thay bộ quần áo khác, đeo cà vạt, thổi gom vào đầu, làm xịt gom, ăn mặc lịch sự, chạy đến. Chúng ta không đúng. Có một số người như vậy đó. Người ta nhìn thấy Chúa Giêsu đây, nói là: đây là ông. Bây giờ có phải người là thợ mộc không? Chúng ta nghe bây giờ thời điểm này, vào thế kỷ 21 này, nghe từ thợ mộc nó không quan trọng lắm. Nhưng cái thời xưa đó, ở mỗi một cái làng nó có một cái ông này là ông thợ bách nghệ. Ông này từ đóng chuồng gà, lợp lại mái tôn, ghép lại cái chuồng lợn, đóng lại cái cọc ở dưới ao. Ông đã làm hết. Ông đã thấy cả trong cái làng đó mà đan lại cái rổ, cho tới lợp lại cái mái nhà, là người ta chạy tới gọi ông thầy. Và đây này, cái từ gọi là có phải người là thợ mộc, cái ý là nói ra cái hạng người này này đã từng đóng chuồng gà nhà tôi này, làm được cái gì? Họ coi thường như vậy đó. Con trai của Mary, đây là một điều rất là đặc biệt. Không nói con trai của Joseph, có thể lúc này ông Joseph đã chết từ lâu rồi. Thành ra Chúa Giêsu 30 năm ở với bà Mary, bởi vì Ngài đứng vào vị trí của người chủ gia đình để nuôi mẹ và nuôi các em. 30 năm ở chăm sóc mẹ và các em của mình. Thành ra người ta gọi là con của bà Mary, bởi vì bố đã qua đời lâu rồi. Và đó chính là cái điều mà chúng ta học. Tại sao Chúa đầu tiên được gọi là người Nazareth trước? Chúa và mỗi chúng ta đầu tiên phải được gọi là người của gia đình trong chúng ta trước. Người cha, người chồng trong gia đình trước tiên. Nếu ai không quản lý được gia đình của mình, làm sao quản lý được hội thánh? Con trai của bà Mary 30 năm ở với mẹ với các em của mình, và không thể nói rằng Chúa là người bất hiếu được. Rõ ràng có một số câu nói khi bà Mary nói: Giêsu hết rượu rồi, đám cưới hết rượu rồi, Chúa nói: ta với ngươi có sự gì chăng? Có nhiều người họ diễn tả rằng đây là sự bất hiếu. Không, đặt giữa yêu mẹ và mẹ bắt phải làm mà ý cha trên trời chưa nói, thì cái đó là cái khác hẳn nhau. Tôi có bố mẹ tôi rất kính yêu họ, nhưng nếu như họ bắt tôi á phải loại người này loại người kia khỏi hội thánh, bảo tôi phải bỏ Chúa Giêsu, tôi nói: bố mẹ ơi, con rất kính yêu bố mẹ, nhưng con không thể mà bỏ Chúa của con được. Họ nói là đồ bất hiếu. Và đấy là bố mẹ nói con là đồ bất hiếu, nhưng không phải vì bỏ Chúa con trở thành đồ bất hiếu, không phải là vì theo Chúa mà con trở thành người bất hiếu. Mọi người hiểu tôi đang nói không? Bất hiếu nó được đo bằng một giá trị khác. Tiếp theo, anh em với Gia-cơ, Giô-suê, Giu-đê và Si-môn trắng, chị em người há chẳng phải ở giữa chúng ta đây ư? Như vậy sau Chúa Giê-xu bà Mary còn đẻ nhiều con nữa, ít nhất là 4 cậu con trai và chị em gái nữa. Tiếp theo, chúng bèn vấp phạm vì cớ Ngài. Đây là định kiến này, vấp phạm. Bật lại, bật tiếp theo. Xong Đức Chúa Giê-xu phán cùng rằng: đấng tiên tri bị quê hương mình, bà con mình ở trong nhà mình khinh rẻ mà thôi. Đây là cái điều mà người Việt Nam chúng ta cần phải thay đổi. Và ngay cả trong Kinh Thánh cũng vậy. Ông Phaolô nói: tôi ở xa, anh chị em sợ tôi mang roi mang vọt tới để dạy, mà khi tôi xuất hiện gần anh chị em khinh tôi. Dường như con người của chúng ta gần gũi ai mật thiết, càng mật thiết chúng ta lại càng lờn hơn, càng mật thiết chúng ta lại càng coi thường hơn. Cái đó không nên. Amen. Và cái đó được gọi là chúng ta đã từng thần tượng hóa con người đó. Hội thánh của Chúa tại đây chỉ có Chúa Giêsu là thần tượng của chúng ta thôi. Còn không một người nào tại đây là thần tượng. Họ cũng là người.
Và khi chúng ta chấp nhận người đó là người thì khi họ sai chúng ta dễ tha thứ lắm. Còn nếu chúng ta thần tượng hóa con người đó thì bạn đã đặt trong đầu một cái định kiến: thần tượng không được quyền sai. Còn nếu thần tượng mà sai thì nó là ma. Và ma đó thì cần đuổi ra khỏi nhà. Thật ra xin các cô gái đừng bao giờ lấy thần tượng làm chồng. Ôm thần tượng lạnh lắm. Hay lấy một người đàn ông mà mình yêu làm chồng. Lấy người làm chồng, lấy người làm vợ. Cái đó hay hơn là lấy thần tượng làm vợ làm chồng. Amen. Dạ. Tiếp theo, đây chính Chúa nói rằng đấng tiên tri ở quê hương của mình, bà con mình, họ đã biết Chúa quá rồi, thợ mộc mà. Có ơn gì đâu. Xin Chúa cho hội thánh của Ngài tại đây tôn trọng mỗi một ơn tại đây. Không phải vì chúng ta biết rõ quá nhau rồi, thế nên chúng ta không có tôn trọng người ta đứng trên này nữa. Chứ có một ngày bạn đứng ở chỗ này này, bạn giảng lời Chúa cho người khác, hỡi những người làm vợ, hãy tôn trọng chồng của mình khi đứng tại chỗ này. Kể cả chồng của mình có một điều gì đó khiếm khuyết. À, có nhiều bà vợ luôn luôn, sắp tới 18 tháng 3 rồi, có những bà vợ luôn luôn khen chồng hàng xóm, chê chồng của mình. Có rất nhiều những ông chồng luôn luôn khen vợ hàng xóm. Dạ, trong hàng xóm giảng là mình nghe, còn trong mình giảng không nghe. Tất nhiên không phải vợ tôi. Vợ hàng xóm làm cái gì cũng thấy ăn ngon, còn vợ mình làm cái gì cũng chê. Hay quay sang lên cận nói rằng ở đây không có người như vậy. Câu 5, ở đó là tại Nazareth đó, trong quê hương nhà mình đấy, có nhiều khi là cái người mà gần mình nhất, là cái người mà chọc mình trúng nhất. Vì sao? Khi mình quá tin tưởng vào thân, chúng ta đã mở hết thảy những chỗ yếu của mình cho người đó. Và người đó mà chọc là chết. Tôi không gục bởi vì những người ngoại, tôi gục với những con người mà tôi mở hết nách cho họ nhìn thấy. Và họ đã đâm, và khi đâm không gượng nổi được. Thế là xin anh chị em hãy rút những bài học kinh nghiệm đó. Amen. Dạ. Hãy rút những bài học kinh nghiệm để chúng ta không làm đau đớn những kẻ mà đã tin mình. Có nhiều cái có thể làm lại được, nhưng đã mất lòng tin rồi khó lắm. Một người mục sư trưởng đã lập những hiệp hội CCC là chuyên làm việc với sinh viên. Và tại Việt Nam các trường đại học có rất nhiều những người trong cái hiệp hội đó. Ông nói một câu rất đặc biệt, ông nói rằng tôi là mục sư chủ tịch hiệp hội này. Anh chị em là những người nhân sự của tôi, đừng nói dối tôi. Ai cũng phạm sai lầm hết, nhưng đừng nói dối. Bởi vì sớm muộn gì tôi biết sự nói dối của anh chị em, tôi sẽ tha thứ. Nhưng để tin lại được và làm việc được tiếp đó thì quả thật đối với tôi là khó lắm. Mọi người hãy hiểu sự tha thứ khác với lại tiếp tục đứng trong một thuyền để làm việc chung với nhau. Bởi vậy cho nên cái điều quý giá nhất của chúng ta đó là lòng tin vào nhau. Và để giải phóng được điều đó và bảo vệ được, hãy thay đổi định kiến ở trong đầu. Amen. Tiếp theo, ở đó Ngài không làm phép lạ nào được mà chỉ đặt tay chữa lành một vài người đau ốm. Tại sao? Bao nhiêu phép lạ xảy ra, người chết sống lại, kẻ phung được sạch, kẻ mù được thấy, kẻ què được đi, mà tại đây, tại quê hương của Ngài, Ngài về để phục vụ chính đồng hương, chính người thân của mình tại nơi đó, mà Ngài không làm phép lạ nào được. Ngài muốn lắm mà không làm được. Vì sao? Chỉ đặt tay chữa lành một vài người đau ốm. Câu 6 này, và Ngài lấy làm lạ. Ngài thấy làm lạ vì chúng chẳng tin. Rồi Ngài phải đi khắp các làng gần đó mà giảng dạy. Thời gian chỉ có hạn thôi. Chúa không đợi bạn thay đổi định kiến để mà tiếp tục cho nhiều những cơ hội khác. Chúng ta phải thay đổi. Nếu không, Chúa còn có những con người khác đang đói chỗ khác nữa. Bởi vậy cho nên chúng ta học bài học. Định kiến vô cùng nguy hiểm. Nó nguy hiểm ở chỗ nào? Nó nguy hiểm ở chỗ định kiến làm cho những người bị dính định kiến không ai muốn ước ao điều mà Chúa muốn ban cho họ nữa. Và nếu không muốn thì họ sẽ không được. Định kiến làm cho người ta không còn tìm hiểu, chờ đợi, tìm kiếm nữa. Và nếu không tìm
thì sẽ không thấy. Định kiến khiến cho người ta đóng lòng lại. Giống như chai nước mà tôi đang nhìn thấy, mọi người nhìn thấy này. Cái nắp của nó đã đóng rồi. Chút vào đây cả thùng nước thì nước bên trong của nó vẫn y nguyên. Bởi vì định kiến đã đóng chặt lòng của mình lại rồi. Người xuất hiện tại đây, kể cả Benihin hay là Chúa Giêsu có xuất hiện tại đây, nếu bị định kiến thì Kinh Thánh chép Ngài cũng chỉ làm một vài phép lạ, đặt tay chữa lành một vài người đau ốm thôi, chứ không có nhiều như phép lạ xảy ra như ở những nơi khác. Thế ra xin Chúa chúc cầu nguyện cho chúng ta giải phóng khỏi định kiến. Amen. Anh chị em đã mệt chưa? Anh chị em đã hiểu được tác hại của định kiến chưa? Có cảm nhận được là hình như chúng ta bị dính chút nào đó trong suy nghĩ về người này người khác? Cái đó phải thay đổi. Amen. Amen. Để kết thúc bài giảng ngày hôm nay, một câu chuyện khác nói về định kiến. Có một anh chàng rất là sợ gà. Bởi vì ai đó nói với anh ta là mày là đồ giun. Từ nhỏ bị mẹ nói đồ giun, thành ra gà sẽ mổ mày chết. Thành ra anh ta từ nhỏ rất là sợ gà. Sợ gà đến mức độ mà bị thần kinh. Cuối cùng phải vào bệnh viện tâm thần để điều trị. Trong 3 tháng người ta luôn đặt những câu hỏi mỗi buổi sáng. Hãy nhớ này, anh không phải là giun. Thành ra không việc gì mà phải sợ gà. Nhắc lại xem, anh có phải là giun không? Bảo không. Anh có sợ gà không? Không. Vì sao? Bởi vì tôi không phải là giun, cho nên tôi không việc gì phải sợ gà. Sau 3 tháng huấn luyện, tập luyện để thoát khỏi định kiến, người ta thả cho anh ta trở về nhà với vợ. Vừa ôm quần áo ra đến cổng bệnh viện, anh ta ôm ngược cho lại chạy thẳng tới bác sĩ. Bác sĩ hỏi, có chuyện gì mà sợ hãi thế? Tôi vừa ra tới cổng nhìn thấy con gà. Mấy người xuống lại hỏi, thế sao anh lại sợ? Anh có phải là giun không? Không. Thế sao anh lại sợ gà? Anh ấy nói rằng, nhưng mà 3 tháng trời tôi được dạy rằng tôi không phải là giun, nhưng gà nó không được dạy. Thành ra thấy tôi là nó mổ thì sao? Cái đó là cái mà chúng ta phải thay đổi. Amen. Mời anh chị em đứng dậy nào. Qua 2 đoạn Kinh Thánh vừa rồi, xin Chúa giúp cho mỗi chúng ta giải phóng khỏi định kiến. Đừng bao giờ định kiến trước khi bạn xem xét thật là cụ thể. Tại New York, ở tàu điện ngầm trung tâm bên cạnh nhà hát opera lớn, có một người nhạc sĩ violon đứng ở dưới cổng của metro đó đánh bài đàn. Ông đánh hết bài này tới bài khác, hình như 4 đến 5 bài gì đó. Trong khoảng nửa tiếng hay 45 phút ông chơi như vậy. Người ta đặt một cái máy quay hình lén để quay lại, thấy có khoảng mười mấy người dừng lại thả một vài đồng tiền rồi đi tiếp. Còn đúng một người dừng lại khoảng 2 phút để nghe, xong bỏ đi. Cả ngàn người trong vòng 40 phút đó đi ngang qua, không ai dừng lại. Và người đó thu dọn lại hết thảy đàn đó và vơ tiền đi. Một tuần sau, chỉ cách đó mấy trăm mét, tại nhà hát opera, chính con người đó biểu diễn cũng những bài đó. Giá vé thấp nhất là $200. Chỗ xa đó. Ông làm thí dụ đó để chứng minh rằng sự định kiến của những con người, họ đánh mất những cơ hội. Mà có những người phải trả giá rất là lớn để vào nghe những bài nhạc này. Còn anh ta cũng là con người đó, cũng đánh như vậy, đứng ở metro, nhưng vì định kiến trong đầu của những con người đi ngang qua, họ nói rằng thằng ăn xin, mấy cái bài này ăn thua gì. Và cuối cùng vì định kiến, chứ anh ta đã rơi vào hoàn cảnh đàn gầy tai trâu. Định kiến khiến cho những con người ham thích âm nhạc trở thành tai trâu. Chúng ta đi với Chúa cầu nguyện, không trách bất kỳ một ai, không nhìn vào bất kỳ một con người nào, không nhìn vào tổ phụ của chúng ta, hay nhìn vào bản thân của mình. Tôi yêu cầu, tôi kêu gọi, hãy về nhà nghe lại bài giảng này nhiều lần, để cho chúng ta suy xét lại lòng của mình. Có một định kiến nào
coi thường phụ nữ chăng? Coi khinh trẻ em chăng? Coi khinh những người không biết tiếng Đức chăng? Coi khinh những người không có học chăng? Hết thảy những cái định kiến đó, chúng ta bắt đầu xin Chúa viết ra giấy của mình và bắt đầu thay đổi từ ngày hôm nay. Định kiến không có đất sống trong đời sống của những con người tại đây. Mời ban tôn vinh lên phía trên. Cha ơi, chúng con cảm ơn Ngài vì lời của Ngài ngày hôm nay. Lời Chúa là con gươm hai lưỡi. Lời Chúa giúp chúng con, dù người công bình ngã 7 lần, chúng con không định kiến sẽ nằm xải dài mãi. Nhưng mà người công bình ngã 7 lần, chúng con sẽ đứng dậy tiếp tục. Bởi vì đứng gìn giữ dân Israel không hề nhắm mắt, không hề ngủ bao giờ. Ngài luôn thức, ngay cả khi chúng con ngã trong bóng tối, Ngài vẫn thức ở tại chỗ đó để nhấc chúng con lên. Ngay cả khi chúng con bị quăng vào hồ lửa, ở trong lò lửa đó, Ngài cũng ở cùng chúng con để đưa chúng con ra. Không có một định kiến nào, dù chúng con ngã 70 lần 7, nhưng mà chúng con vẫn đứng dậy. Chúng con vẫn tiếp tục tin vào những người đứng bên cạnh chúng con mà Ngài đặt bên cạnh. Không mất lòng tin vào con người, nhưng mà chúng con trông cậy vào Ngài với sự khôn ngoan từ trời ban cho chúng con nữa. Chúng con cảm ơn Chúa. Con cầu nguyện Chúa ban phước cho những người vợ, người chồng tại đây thoát khỏi định kiến với vợ của mình, với chồng của mình, để không một hạn chế nào trong gia đình của chúng con làm hạn chế sự hầu việc của Ngài và những cơ hội Ngài ban cho chúng con. Chúng con cảm tạ Chúa. Nguyện ân điển của Chúa Giêsu, tình yêu Đức Chúa Trời Cha, sự giao thông Đức Thánh Linh hằng ở với mỗi chúng con từ nay cho đến đời đời, trong danh Chúa Giêsu. Amen. Anh chị em thấy được sự dạy dỗ, động chạm thăm viếng từ Chúa qua bài giảng của mục sư, nhớ hãy chia sẻ video trên mạng cộng đồng cho nhiều người được biết. Chúa yêu bạn rất nhiều.